Thống kê của Bộ Y tế cho thấy số bệnh nhân COVID-19 nặng thời gian gần đây đang gia tăng, do đó các bệnh viện cần đánh giá lâm sàng các ca bệnh nặng nhập viện, gửi xét nghiệm giải trình tự gen. Hôm qua ngày 2 tháng 9, có 1.548 ca mắc COVID-19, giảm hơn 1.000 ca so với ngày trước đó. Đến nay thì hơn 1,17 triệu trường hợp đang điều trị và giám sát. Trong số bệnh nhân đang điều trị có 128 trường hợp thổi oxy. Số bệnh nhân nặng có dấu hiệu gia tăng trong thời gian gần đây, thường hơn 100 ca mỗi ngày, có ngày lên đến gần 1, 140k, trong khi thời điểm tháng 6 tháng 7, số bệnh nhân nặng chỉ vài chục ca, có ngày chỉ không đến 20 ca. Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến cuối điều trị COVID-19 cần theo dõi, đánh giá lâm sàng các ca bệnh COVID-19 nặng nhập viện và gửi xét nghiệm giải trình tự gen để đánh giá mức độ nặng, nguy kịch, báo cáo Bộ Y tế xem xét điều chỉnh các hướng dẫn chuyên môn.